Việt Cộng Bịp Dân Việt Lịch Sử sẽ sang trang mới quốc hội của một quốc gia gồm những đại biểu từ dân, còn quốc hội của Việt Cộng gồm toàn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số rất nhỏ Việt Cộng nằm vùng làm. Cỏ mồi được gọi chung là Việt Cộng, có nghĩa là người Việt Nam theo Cộng sản. Quý bạn hãy nhìn hình ảnh họp quốc hội đi. Trên cao hết luôn luôn có biểu ngữ lớn Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Tôi đã từng phân tích câu biểu ngữ này mang tính phản quốc. Phản quốc vì chỉ có Tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam đòi được quang vinh muôn năm là muốn đứng ngang bằng với Tổ quốc Việt Nam rồi. Coi như Đảng Cộng sản Việt Nam tự đồng hóa đảng mình tương đồng với Tổ quốc Việt Nam. Đó là mang tội phản quốc rồi. Một quốc hội không có một người dân ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện, chỉ gồm tất cả những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vậy làm sao gọi là quốc hội được gọi là đảng hội đúng nghĩa hơn? Bởi chúng nó là đảng hội, nên chúng nó cùng mang tính chất phản quốc của câu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Tên nó là đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải đại biểu của dân, vì thế chúng gọi nhau là đồng chí trong những cuộc họp. Bởi thế, tôi rất đồng tình với bạn Huỳnh Quốc Huy trong việc giải tán Quốc hội Việt Cộng rồi bầu cử lại Quốc hội từ dân để biết lo cho dân thật sự. Từ đó, chúng ta chẳng bao giờ thấy hàng triệu dân oan mất nhà, mất đất biểu tình khắp 63 tỉnh thành mà chẳng thấy một đại biểu nào của dân xuất hiện để bênh vực cho dân. Từ trên cao xuống dưới, từ trái qua phải kế đến là hình ảnh búa liềm của thời Liên Xô còn hùng mạnh. Một nước Việt Nam có 100 triệu dân mà không tự vẽ được một lá cờ. Phải sử dụng lá cờ của Liên Xô mà đã bị vứt bỏ vào sọt rác lịch sử rồi. Việt Cộng chẳng bao giờ tự phát minh được dù chỉ một lá cờ. Họ chỉ là những con rối bị giật dây như những con trâu bị sỏ mũi. Họ đang vay mượn lá cờ Liên Xô, rồi kế đến họ vay mượn thêm lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến năm 1933 làm cờ Tổ quốc Việt Nam. Ai cũng biết sự vay mượn mang tính chất nô lệ, nhục nhã vô cùng của bọn Việt Cộng, nhưng chúng nó vẫn cứ làm và còn tiếp tục làm. Như vẫn tiếp tục gọi bọn giặc tàu là tàu lạ, nước lạ. Kế đến, hình tượng Hồ Chí Minh với hoa răng xung quanh. Tôi nói tụi Việt Cộng nó chịu nhục đến nỗi chúng chẳng xứng đáng làm một con người, nhất là một con người Việt Nam. Phải chúng nó thờ tổ tiên Hùng Vương hay Anh Linh? Anh hùng của những bậc tiền nhân dựng nước, cứu nước và giữ nước suốt gần 5.000 năm. Làm như chúng nó không biết nước Việt Nam của ta từ đâu có. Chúng đã nhẫn tâm phản quốc, phản bội tiền nhân mà đi thờ lại tên gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh mà tôi đã từng chứng minh. Chúng gọi thằng giặc tàu là Bác Hồ, là cha già dân tộc. Chúng xóa tan những hình ảnh lịch sử dân tộc Việt nên chỉ in một tấm hình duy nhất Hồ Chí Minh trên đồng tiền trong suốt hàng chục năm qua với nhiều lần đổi tiền. Rồi chúng vẫn tiếp tục thờ thằng giặc tàu Mao chủ tịch trong vần thơ Tố Hữu, giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu. Cùng dập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch thờ Stalin bất diệt đau đớn thay cho toàn dân Việt Nam, chỉ vì bọn Việt Cộng và bọn giặc tàu quá gian manh, quá ác độc. Nên chỉ biết làm thân phận cừu non cho bọn sói lang nó đè đầu cưỡi cổ. Tôi phẫn nộ khi thấy thằng giặc tàu đại tướng Lê Đức Anh ra lệnh các chiến sĩ Việt Nam không dược nổ súng khi giặc tàu xâm lăng đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. 64 chiến sĩ hy sinh đã làm thành một vòng tròn bất tử.
Có đánh đấm gì đâu mà tại sao bọn Việt Cộng vẫn gọi là hải chiến? Nó là một cuộc thảm sát tàn bạo, nó là một vòng tròn tự tử. Nó là một nỗi nhục mất biển đảo, lính Việt Cộng nhục nhã không biết bảo vệ Tổ quốc. Nhưng tôi vẫn tin sẽ có một ngày như vần thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Sẽ có một ngày con người hôm nay vất súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng đội lại khăn tang đêm tàn ngày dạng quay ngang vòng nạng oan khiên sống sót về đây an nhờ phúc phận trong buổi đoàn viên huynh đệ. Tương thân đứng bên nhau trên mất mát quây quần kẻ bùi ngùi hối hận kẻ bồi hồi kính cẩn đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng. Tôi đã thấy ló dạng từ cuối. Đường hầm, ánh sáng phụt lòe lên vào mắt mỗi con người Việt Nam. Muôn người như một đang xông pha vào cái chết để tìm cái sống cho toàn dân tộc. Tôi khẳng định rồi đây, lịch sử sẽ sang trang. Trang bắt đầu cho cuộc hồi sinh, trang bắt đầu cho cuộc phục hưng với sự đóng góp của toàn dân hải ngoại và quốc nội.